Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ bảy, ngày 14 tháng 9, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bề mặt liên hoan truyền hình phát thanh Công an nhân dân lần thứ 2 sau gần một tuần diễn ra nhiều hoạt động. Hội nghị triển khai kế hoạch 111 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản. Ghi nhận những kết quả bước đầu của huyện trong xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Vang sau 10 năm triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tuần diễn ra sôi nổi với các hoạt động, liên hoan truyền hình phát thanh Công an nhân dân lần thứ 12 đã bế mạc vào tối qua tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh. Tham dự lễ bế mạc có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch liên hoan truyền hình phát thanh Công an nhân dân lần thứ 12, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, ông Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Phan Thế Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Liên hoan truyền hình phát thanh Công an nhân dân lần thứ 12 năm 2019 tại Huế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 77 đoàn tham dự và 519 tác phẩm ở 5 nội dung thi. Đã năm đầu tiên góp mặt, các tác phẩm ở thể loại phát thanh mang đến sắc màu mới cho liên hoan năm nay và tạo sự toàn diện cho sân chơi này. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm dự thi dù bất cứ ở thể loại nào đều đã bám sát cuộc sống và nhiệm vụ chính trị của ngành công an, phản ánh rõ nét chân thực cuộc chiến chống tội phạm, đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhân dân. Qua đó thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của người chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Kết quả, ban tổ chức đã trao 48 huy chương vàng, 107 huy chương bạc, 185 bằng khen. Cụ thể, ở tác phẩm báo chí truyền hình có 17 huy chương vàng, 40 huy chương bạc, 67 bằng khen. Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt theo format An Đình TV có 10 tác phẩm đạt huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 35 bằng khen. Chuyên mục An Đình Trật tự có 6 tác phẩm đạt huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 23 bằng khen. Ở loại hình phát thanh có 15 tác phẩm được trao huy chương vàng, 34 tác phẩm đạt huy chương bạc, 60 tác phẩm được trao bằng khen. Ở nội dung thi phát thanh viên, người dẫn chương trình có 7 thí sinh đạt giải A, 14 thí sinh đạt giải B và 21 thí sinh đạt giải C. Giải nhất toàn đoàn được ban tổ chức trao cho Công an tỉnh Hà Nam. Thời gian tới, nhiệm vụ của những người làm báo nói chung, những người làm truyền hình, phát thanh Công an nhân dân nói riêng hết sức nặng nề, nhất là trong thời đại công nghiệp 4.0 và mạng xã hội ngày càng phát triển. Liên hoan lần này sẽ góp phần tạo động lực, niềm tin cho những người làm báo trong Công an nhân dân ngày càng trưởng thành. Chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi tiếp và làm việc với bà Mary C. Dammer, tân tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh về những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực. Tiếp và làm việc với tổng lãnh sự có ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Dung ghi nhận và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Hoa Kỳ trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, kinh tế, thương mại và đầu tư, du lịch, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, trùng tu di sản. Cảm ơn những hỗ trợ tích cực của Hoa Kỳ vì đã hỗ trợ Thừa Thiên Huế thực hiện nhiều dự án tại địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị phía Hoa Kỳ quan tâm hỗ trợ tổ chức rà phá, giải phóng đất đai cho nhân dân, phục vụ tái định cư và mở rộng sản xuất, nâng cao nhận thức cộng đồng về sự nguy hiểm của bom mìn, vật liệu nổ và phòng chống tai nạn do bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Dung cũng đề nghị Hoa Kỳ giới thiệu các doanh nghiệp đến đầu tư kinh doanh tại tỉnh và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ. Trên cương vị mới với nhiệm kỳ 3 năm công tác, bà Mary C. Dammer cam kết sẽ tiếp tục là cầu nối để tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa tổng lãnh sự với chính quyền Thừa Thiên Huế, trong đó ưu tiên các lĩnh vực về y tế, phát triển du lịch chữa bệnh, rà phá bom mìn, biến đổi khí hậu cũng như giới thiệu các đoàn nghệ thuật truyền thống sang giao lưu biểu diễn tại các kỳ festival Huế. Chiều qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Dung và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau 4 năm thực hiện chỉ thị số 43, các cấp, các ngành, địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực. Tỉnh đã thực hiện tốt chính sách chăm lo đời sống vật chất cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã giải quyết cho gần 4.000 người hoạt động kháng chiến và con của họ nhiễm chất độc hóa học. Hiện có 2.380 người còn sống đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Các cấp hội đã vận động hơn 2,3 tỷ đồng hỗ trợ cho 8.280 lượt nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 6 nhà của hội viên với tổng số tiền 270 triệu đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh trong triển khai và thực hiện chỉ thị 43 của Ban Bí thư.
mong muốn thời gian tới tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện chỉ thị 43, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương người tốt việc tốt, chú trọng đến xây dựng tổ chức hội phát triển vững mạnh, tạo điều kiện cho việc chăm sóc, giúp đỡ, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho đối tượng nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, nhằm khắc phục những yếu kém tồn tại, tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản trên địa bàn phát triển ổn định và lành mạnh. Sáng nay, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 171 của Ủy ban dân tỉnh về thực hiện chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản. Tham dự hội nghị có ông Phan Thế Định, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Định cho rằng thị trường bất động sản 2 năm gần đây trên địa bàn tỉnh có nhiều sôi động tích cực. Theo thống kê của Ban Quản lý Khu vực Phát triển Đô thị, từ 32 dự án năm 2015 đến năm 2018 có 56 dự án. Tuy nhiên, nhiều khu vực đất hiện nay vượt giá trị thực vốn có. Không chỉ ở Thừa Thiên Huế mà nhiều tỉnh thành phố đều nằm trong tình trạng chung như vậy, rất dễ ảnh hưởng đến sự phát triển. Do đó, nhằm khắc phục những yếu kém tồn tại trong việc đáp ứng tốt nhu cầu quản lý và tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Định đề nghị các doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn cũng như các cơ quan quản lý nhà nước làm rõ những tồn tại, những vướng mắc để cho thị trường bất động sản minh bạch, tin cậy hơn, góp phần vào thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Các đại biểu cũng đã nghe đánh giá công tác quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản theo quy định hiện hành, cơ hội thách thức của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và những thảo luận góp ý từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và môi giới bất động sản. Sở Thông tin và Truyền thông, Viện Nghiên cứu tỉnh Thừa Thiên Huế và Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo Security Bootcamp 2019 với chủ đề Cyber Security Revolution. Đây là diễn đàn hàng đầu về an toàn thông tin tại Việt Nam. Tại sự kiện, các chuyên gia đều nhấn mạnh sự phát triển như vũ bão của mạng Internet cũng như hệ thống các thiết bị thông minh đang đặt ra nhiều thách thức đối với bảo vệ an ninh mạng. Xu hướng bảo mật an toàn thông tin dịch chuyển từ phòng vệ sang xu hướng phản ứng nhanh đối với những sự cố. Do đó, hội thảo tập trung thảo luận về việc làm thế nào để phát hiện nhanh nhất khi hệ thống bị tấn công và có phương án khắc phục nhanh nhất, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Trong vòng 3 ngày từ 13 đến 15 tháng 9, sự kiện diễn ra nhiều nội dung như hội thảo về an toàn thông tin, diễn tập sự cố thông tin, hướng nghiệp cho sinh viên. Các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng sẽ tham gia hiến kế cho việc phát triển, đảm bảo an toàn cho hệ thống chính quyền điện tử, trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiều qua, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thường kỳ với các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn về thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và trả lời những phản ánh của phóng viên và dư luận quan tâm. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy cho biết, tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đang xảy ra tại 631 thôn, 11 xã thuộc 9 huyện, thị xã và thành phố Huế. Tổng số lợn tiêu hủy trên 63.000 con, về khoảng hơn 3.600 tấn. Hiện đã có 21 xã có bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới, có 16 xã có bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh. Cùng tại họp báo cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ hơn 220 triệu đồng để hỗ trợ khám bệnh cho 15 bệnh nhân có bệnh hiểm nghèo và hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật và người nghèo thông qua chăn nuôi gà tại xã Vân Thái, huyện Phú Vang. Ngoài thông tin về tình hình kinh tế, sau khi nghe những phản ánh từ phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giải trình làm rõ một số vấn đề mà dư luận và báo chí quan tâm. Thừa Thiên Huế tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hướng đến nhóm 10 địa phương dẫn đầu về công tác này để tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, thể hiện qua việc chỉ số PA Index tăng dần. Hiện nay, 100% các sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện và ủy ban nhân dân cấp xã đã có trang thông tin điện tử. Hệ thống trang thông tin điện tử đã liên thông và cung cấp thông tin thống nhất trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thừa Thiên Huế là tỉnh đầu tiên có 152 trên 152 xã thực hiện cập nhật, tiếp nhận và theo dõi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm liên thông ba cấp tỉnh, huyện, xã. Trong thời gian đến, Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục xây dựng và đổi mới mô hình thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại, nề nếp, chuyên nghiệp nhằm giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân nhanh chóng, thuận tiện, góp phần trong việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, củng cố chính quyền cơ sở, phục vụ nhân dân, hướng đến mục tiêu chung của toàn tỉnh là nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện cải cách hành chính. Thưa quý vị và các bạn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai đã được 10 năm đã mang lại nhiều đổi thay cho nhiều địa phương. Mặc dù có xuất phát điểm thấp, nhưng huyện Phú Vang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đến cuối năm nay, huyện Phú Vang phấn đấu có 9 trên 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
ghi nhận những kết quả bước đầu của huyện trong xây dựng nông thôn mới của địa phương này. Là địa phương đầu tiên của huyện Phú Vang đạt chuẩn nông thôn mới, sau 5 năm được công nhận đạt chuẩn, đến nay bộ mặt nông thôn mới ở xã Phú Thượng đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Diện mạo nông thôn mới khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống của người dân được nâng cao, kết cấu hạ tầng phát triển, phục vụ thiết thực cho sản xuất và cuộc sống của người dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 40 triệu đồng một người. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã từ năm 2012 đến nay là hơn 848 tỷ đồng. Qua thực tế cho thấy, xây dựng nông thôn mới là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện ở địa phương. Đây là nền tảng vững chắc để Phú Thượng hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian đến. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng các nghị quyết chuyên đề, thực hiện một số nội dung, đặc biệt là chú trọng đến công tác phát triển địa bàn. Thứ nhất là chú ý trọng tâm về công tác phát triển đào tạo giáo dục, nâng cao cái tiêu chí nông thôn mới bền vững. Tiếp theo chúng tôi sẽ tập trung xây dựng các cái tiêu chí bền vững như môi trường, giáo dục và đặc biệt là vệ sinh môi trường. Hiện nay thì đây là một trong những vấn đề địa phương chúng tôi quan tâm. Xác định trong xây dựng nông thôn mới, người dân là chủ thể quan trọng. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thể hiện qua các việc làm cụ thể như hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động, làm đường giao thông nông thôn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Từ năm 2011 đến năm 2019, bằng cách huy động và lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Phú Vang đã đầu tư trên 2.423 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, cả địa phương đã huy động nguồn kinh phí đóng góp từ nhân dân bằng nhiều hình thức. Qua đó, đã huy động 19.689 ngày công, 24.462 mét vuông đất, 29 tỷ 400 triệu đồng để xây dựng các công trình và đầu tư phát triển sản xuất. Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, tính đến thời điểm hiện nay, Phú Vang có 7 trên 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện phấn đấu để hết năm 2019 có thêm từ 2 đến 3 xã được công nhận là xã nông thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của huyện và các hội đoàn thể đã có nhiều cái đề án, chương trình, quy hoạch, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết, rồi công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới được chú trọng. Nhận thức của cán bộ và nhân dân đối với cái chương trình xây dựng nông thôn mới là khá đầy đủ. Nhân dân đã tích cực hưởng ứng về cái chủ trương xây dựng nông thôn mới, phong trào thực hiện trách nhiệm của công dân đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Vang tiếp tục thực hiện theo hướng gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn. Phát triển nông thôn gắn với đô thị theo quy hoạch, xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Về các giải pháp mà trọng tâm để thực hiện, thì thứ nhất là phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn của các xã, thôn. Thứ hai là phát triển gắn liền với tái cơ cấu của ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với công tác bảo vệ môi trường, rồi tập trung nâng cao cái hiệu quả thông tin, tuyên truyền, đào tạo đội ngũ cán bộ và tăng cái năng lực đánh giá, giám sát, thực hiện cái chương trình. Tập trung huy động các cái nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng những kết quả nổi bật đạt được sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là động lực tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc để đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Vang thi đua phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục với những thông tin khác, sáng nay, Trường Đại học Nông Lâm Huế tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Năm nay, Trường Đại học Nông Lâm đón 839 tân sinh viên khóa 53 nhập học, nâng tổng số sinh viên toàn trường lên gần 6.000 sinh viên. Trong những năm qua, nhà trường đã đào tạo gần 32.700 kỹ sư, 2.400 thạc sĩ và hàng chục tiến sĩ với nhiều kết quả nghiên cứu khoa học có giá trị. Tỷ lệ sinh viên có việc làm trong những năm gần đây luôn ở mức cao với hơn 80%. Trong năm học mới này, toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, đào tạo có hiệu quả, nghiên cứu đề xuất phương án sắp xếp, điều chỉnh, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đặc biệt là liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo và tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường là nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra để giữ vững sự ổn định, khẳng định thương hiệu về chất lượng, uy tín đào tạo nguồn nhân lực của trường đối với xã hội.
Chiều 13 tháng 9, Đại học Huế tổ chức lễ khai giảng khóa 13 2019-2022 chương trình cao học quốc tế Okayama Huế về sự bền vững các hệ thống nông thôn và môi trường. Trong thời gian hơn 2 năm, các học viên sẽ được cung cấp những kiến thức chuyên sâu trong quản lý môi trường và công nghệ cao trong nông nghiệp. Chương trình học được thiết kế nhằm mục tiêu cung cấp cho học viên những quan điểm không chỉ trên cơ sở địa phương mà còn trên tầm quốc tế đối với quản lý môi trường nông thôn và phát triển nông nghiệp bền vững. Sau khi hoàn thành chương trình học tại Đại học Huế, học viên sẽ chuyển sang Nhật Bản, tiếp tục học tập giai đoạn cuối một năm tại Đại học Okayama Nhật Bản và được Đại học Okayama cấp bằng thạc sĩ. Được biết, 80 học viên 10 khóa đầu tiên của chương trình đã tốt nghiệp ra trường với kết quả 52 học viên tiếp tục theo học tiến sĩ tại Nhật Bản và các nước khác. Các học viên còn lại đang công tác tại các tỉnh, thành phố khác nhau, phù hợp với chuyên môn và định hướng nghề nghiệp. Chương trình hợp tác đào tạo song phương đã mở ra triển vọng hợp tác lâu dài tốt đẹp giữa Đại học Okayama và Đại học Huế trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, để từ đó làm tiền đề cho các hợp tác lâu dài trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong tương lai. Sáng nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Dân số, Kế hoạch gia đình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ trẻ em. Tham gia buổi tập huấn có hơn 40 hội viên, tình nguyện viên, các chi hội trực thuộc, nhân viên các cơ sở bảo trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Nội dung buổi tập huấn là trang bị các kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản vị thành niên và công tác dân số, các kiến thức tuyên truyền về bình đẳng giới và đảm bảo quyền của trẻ em. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, thái độ phù hợp, trên cơ sở đó hình thành những kỹ năng phục vụ hoạt động tuyên truyền phổ biến đến cộng đồng. Đồng thời, từng bước kiện toàn, nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu về công tác trong thời kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc còn làm tốt công tác dân vận, xây dựng hình ảnh đẹp, anh bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa. Với hoạt động dân vận tốt, mối quan hệ tốt đẹp tình quân dân đã làm củng cố thêm niềm tin trong nhân dân, góp phần chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thực hiện xây dựng kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, huấn luyện kết hợp với công tác vận động quân chúng và cùng với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Với các việc làm cụ thể của mình như ra quân làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, cắt tỉa hàng rào, phối hợp sửa sang, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng các trục đường liên thôn, xây dựng các công trình đường giao thông, công trình nhà vệ sinh cho các gia đình có công, nhằm thắt chặt mối đoàn kết quân dân. Bộ đội mà lên giúp cho làm cái hộ sĩ, cả cái đời mình không biết cái hộ sĩ thế nào, mà đây đến ngày này mà tôi đã già tuổi rồi, mà thấy bộ đội đến đây thì vui lắm. Làm cho cái hội chị rất thông thường. Đây là một đề rất ý nghĩa và bà con chúng tôi rất là phấn khởi khi được bộ đội cùng với giúp dân để có ánh sáng trong kỳ ngày hôm nay và từ nay thì đội về bản Phúc Lộc thì rất cảm ơn là đội bộ đội. Với phương châm giúp dân là tự giúp mình, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát huy truyền thống phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cả cấp ủy Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cơ sở chính trị và địa bàn ngày càng vững mạnh, hướng đến xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt phong trào sáng, xanh, sạch, không rác thải. Đợt này tập trung vào 4 nội dung. Nội dung thứ nhất đó là làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động để các cái tình cảm giao lưu với bà con nhân Vân Kiều, tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đến với bà con nhân dân. Nội dung thứ hai là chúng tôi tổ chức làm thắp sáng đường quê với một đoạn đường khoảng liên thôn khoảng 300 mét. Nội dung thứ ba đó là xây dựng một cái công trình nhà vệ sinh đạt chuẩn cho một gia đình của gia làng Hồ Chơn và cũng thắt chặt cái tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân đội và nhân dân. Công tác dân vận trong quân đội đã góp phần tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng tình đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân và tình đoàn kết quân dân. Phong trào dân vận khéo cũng đã trực tiếp trao dồi, xây dựng bản lĩnh, lối sống, phát triển toàn diện nhân cách người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới. Những trẻ em mồ côi, khuyết tật, kém may mắn trong cuộc sống luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội, các nhà hảo tâm.
Tết Trung thu năm nay, hơn 400 trẻ em mồ côi khuyết tật đã có một ngày vui đáng nhớ của tuổi thơ khi tham gia đêm hội Trung thu cho em do tổ chức Vukphone phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức tại làng trẻ em SOS. Hơn 400 em mồ côi khuyết tật đến từ 8 trung tâm và cơ sở từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh, gồm làng trẻ em SOS Huế, Trung tâm bảo trợ trẻ em Xuân Phú, Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình, Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật Long Thọ, Trung tâm dạy trẻ em cô nhi khuyết tật Sơn Ca, Trung tâm bảo trợ người khuyết tật tỉnh Trúc Gia, Trung tâm bảo trợ trẻ em An Tây, Trung tâm dạy nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật Hy Vọng đã được đón nhận một đêm hội Trung thu nhiều ý nghĩa. Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em cùng nhau tham gia các trò chơi dân gian, xem bộ lân, nghe chị Hằng, chủ cuội, kể những câu chuyện cổ tích, thưởng thức chương trình văn nghệ và phá gỗ Trung thu. Qua những phần quà Trung thu, Vukphone cùng trao 45 suất học bổng trị giá mỗi suất học bổng 500.000 đồng cho các em học giỏi tại trung tâm. Cùng tại đêm hội Trung thu, các tình nguyện viên và các giáo viên tại các trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật còn tham gia với các em rước đèn, phá gỗ trông trăng, mang niềm vui và tình yêu thương cho các em, những phần đời cảm may mắn hòa đồng trong ngày hội. Không chỉ tổ chức cho hơn 400 trẻ em tại các trung tâm mồ côi, trẻ khuyết tật, Vukphone còn tổ chức cho hơn 1.000 học sinh và thiếu nhi nghèo khó tại các địa phương như huyện Phú Vang, huyện A Lưới và tỉnh Quảng Trị với đón Tết Trung thu ấm cúng và nhiều niềm vui. Tin thể thao, sáng nay, Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức giải bóng đá thanh niên khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2019. Lần đầu tiên được tổ chức, giải đấu quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ 22 đội bóng, đại diện cho 69 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Các đội bóng chia thành 6 bảng thi đấu theo thể thức vòng bảng, chọn ra 8 đội bóng có thành tích tốt nhất thi đấu tại vòng 2, vòng bán kết và chung kết. Là hoạt động thể thao được Ban Thường vụ Đoàn khối thường tới duy trì hàng năm. Giải bóng đá Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh bên cạnh là sân chơi tạo cơ hội cho các cán bộ đoàn viên nâng cao sức khỏe, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu thể thao. Đây còn là cơ hội để các đơn vị tăng cường gặp gỡ, giao lưu, đoàn kết, thúc đẩy phong trào đoàn thanh niên tại cơ sở. Giải dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 10. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.